đẩy đó cứ lên chút là đi. Đó, mở cửa rộng, cho nó mở cửa rộng. Bà thằng nó dùng luôn mà. Trời ổng cắt. Cái lô kinh thử coi. Nổi đây. Con gạo nó thử coi nổi không? Đã, con gạo nổi không? Con bao gạo nổi không? Sắp thử coi. Trời ơi. Con nè. Con gạo có nổi không mà lần kinh con gạo. Ăn bao nhiêu con gạo là hơn cái bao rồi đó. Hỏi đứng xương sáng, đem xương sáng ra cho nó uống. Vô chơi chị hai. Nó quậy ăn mới đúng. Nó cũng có 50 ngàn ăn như vậy. 50 ngàn cứ cục đó cũng đổi 500 luôn mà. Quan kẹt á. Cho hết phí rồi chị. Rồi sáng giờ cũng cho hết rồi. Tính phần rồi chị. Tính phần rồi. Chị trai á mấy cô cũng mới lạnh á. Cho biết được qua. Trai đi ngang. Dạ chạy tới rồi phải không? Ừ. Vô bà 10 rổ chơi rồi. Dạ dạ. Chúc mấy chị khỏe. Dạ dạ. Em cảm ơn chị Thu. Hai chồng Út. Nó chào. Chị Lan ơi.
Vô lên đưa người ta quanh.